Chào các bạn, vậy là chúng ta đã đi với nhau gần hết trong toàn bộ giáo trình guitar fingerstyle nhạc nhẹ cơ bản. Và toàn bộ giáo trình vừa rồi mình đã cho lồng vào những cái bài áp dụng rất là hay, và mình nghĩ là tất cả các bạn đều yêu thích những cái bản chuyển soạn đó. Và trong những cái bài chuyển soạn đó, mình nghĩ là không phải bài nào các bạn cũng có thể chơi hết được, nhưng mà sẽ có một khoảng tầm 2 đến 3 bài hát các bạn nên cố gắng tạo ra cho mình những cái thử thách và động lực, để mỗi khi các bạn chơi được bài đó, các bạn sẽ thấy là vì mình chơi bài đó cho nên là mình sẽ mình học được thêm nhiều điều từ fingerstyle chẳng hạn. Thì những cái bài đó là bài Đêm Nằm Mơ Phố. Bài thứ hai đó là bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, cũng nằm trên âm giai của La Thứ. Và bài tiếp theo đó là bài Forever. Và có một bài nữa các bạn cần phải chơi được để tốt nghiệp cái khóa fingerstyle cơ bản này, đó là bài 13 ngày nước Pháp. Bài này sẽ rèn cho các bạn cái thế tay rất là tốt và chạy ngón rất là tốt ở trên âm giai của son trưởng mi thứ. Và trong lúc quá trình các bạn tập, nếu mà gặp phải bất kỳ khó khăn nào hay là thắc mắc hay cần mỗi bất kỳ một sự trợ giúp nào, các bạn đừng ngần ngại, hãy liên lạc thẳng trực tiếp với mình sẽ rất là tốt. Nếu mà chúng ta có những cái sự tương tác với nhau, bên cạnh các bạn đang nhìn vào, xem vào những cái màn hình nhỏ này, thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp qua email với mình và mình chắc chắn là mình sẽ giải đáp cho tất cả thắc mắc của bạn trong 24 giờ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi giáo trình này. Xin chào các bạn.